Rồi hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn chúng ta tháo tháo cái laptop Dell Imran 14 này nha. Rồi đây là cấu hình Core i3 các bạn nha, máy này của khách. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo. Mình đã tháo trước hai con ốc của cái nắp phía sau này rồi các bạn ha. Thì mình tháo pin trước các bạn nha. Trước khi tháo máy làm gì làm, chúng ta phải tháo pin làm sao cho nó ngắt cái nguồn của nó các bạn ha. Cái này các bạn không có bóng tay thì chúng ta lấy cái gì đó chúng ta nạ nhẹ lên là ra ha. Rồi rồi mình sẽ tháo tiếp tục nè. Giờ tiếp thì chúng ta tháo cái cáp ổ cứng các bạn nha, cáp SSD. Thì tùy theo máy mà ta dùng SSD hay HDD thì chúng ta tháo ngay chỗ này. Cái ngàm này chúng ta đẩy ra rất là dễ các bạn ha. Rồi chúng ta tháo, chúng ta để qua một bên. Rồi cái trường hợp của cái RAM, RAM cũng khá là dễ các bạn nha. RAM thì chúng ta lấy hai ngón tay, chúng ta đừng có đụng cho mấy cái con ốc, cái mấy cái mạch này các bạn nha. Mấy cái linh kiện cái tụ ở trên nè, chúng ta đừng có đụng nó, chúng ta kéo mấy cọng nó bay cái tụ. Chúng ta né khéo khéo thôi. Rồi chúng ta nạy hai bên sang một bên một lượt á, nó bật lên là chúng ta kéo ra thôi. Rồi tiếp đó chúng ta tháo tháo cái cáp của cái lo đây bạn ha. Cái móng chúng ta nhỏ quá hoặc là chúng ta có thể lấy cái vít gì đó chúng ta kéo phụ ra các bạn ha. Các bạn nhìn ở dưới men luôn nha, nếu mà có con tụ nào chúng ta cẩn thận, chúng ta né coi chừng chúng ta đụng cái con tụ ở dưới nó bay tụ các bạn ha. Đấy nè, chúng ta tháo cái cáp của cái cạc cạc wifi đấy. Cái này tháo khá là nhẹ các bạn nha. Bây giờ chúng ta dùng cái vít 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 như thế này, rồi chúng ta tiến hành chúng ta tháo những cái con ốc còn lại. Các bạn để tùy vào cái vị trí chúng ta dễ nhớ, ở trên bàn hay nơi nào đó mà gần gần đó để chúng ta biết cái thiết bị nào là con ốc nào để chúng ta không có bị nhầm khi chúng ta lắp vào các bạn ha. Bắt đầu chúng ta tháo những cái con ốc ở trên cái viền các bạn nha, cái viền máy. Các bạn có thể sắm cho mình một cái bộ ốc vít vài chục ngàn cũng được các bạn ha. Cái này cũng không có cần phải đồ xịn, nếu mà chúng ta tính làm lâu dài lâu bền thì chúng ta nào đủ điều kiện và các bạn thích đó, thì chúng ta sắm cái bộ nào đó nó tốt tốt một xíu, giống như cái bộ Xiaomi của mình đang sử dụng các bạn ha. Và mình sẽ chia sẻ cái link bên dưới cũng như cái video mà không biết mình làm cái video khui cái hộp phụ kiện này chưa, không biết ta làm nhiều quá cái hình ra không nhớ hết rồi mà rối. Rồi các bạn coi cái kích cỡ ốc thì chúng ta có thể để chung một chỗ tùy vào cái kích cỡ ốc của cái loại mà ốc mà chúng ta tháo ra các bạn ha. Thường thì những con ốc viền thì nó đều giống nhau hết. Rồi bây giờ tiếp chúng ta coi ốc ở đâu còn nữa thì chúng ta tháo ra, rồi tiếp đó chúng ta sẽ tháo cái ốc đây còn hai con ốc trên này các bạn nha. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem, đây còn hai con ốc hai bên đây. Một số máy thì nó nằm ở dưới cái đệm các bạn nha, cái đệm cao su nè, thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn sơ qua không thấy những con ốc gốc thì chúng ta nhờ để ý cái đệm cao su, chúng ta gỡ cái núm đệm cao su này lên là chúng ta sẽ thấy con ốc nó nằm dưới các bạn nha. Lại mình ta ví dụ bung máy lên tới cái bằng đó mà nó cứng quá thì chúng ta cũng xem lại, thì đa phần là chúng ta dỡ cái khung máy không lên đó, là nó đã còn vướng cái con ốc nào đâu đó nên chúng ta dỡ hoài không lên là vậy các bạn ha. Hình như là cái con ốc ở đây nó có lò xo nó bám lại các bạn. Ồ, con ốc bên này nó không lên ta, con ốc bên đây nó không lên, có khả năng là chúng ta phải phải nhờ một cái vật gì đó chúng ta kéo nó lên, hoặc là khi mà ta gỡ tới cái phần khung máy này chúng ta nạy khéo nó cho nó bung lên luôn các bạn nha. Ốc là mình đã mở rồi nhưng mà nó còn vừa vướng. Đây, đây còn nữa các bạn ha.
Đấy, chúng ta để ý những cái con đặc biệt thì chúng ta để riêng hoặc chúng ta để như thế nào, hay cái khung của cái dàn máy để chúng ta tháo cho nó dễ, lắp cho nó dễ các bạn ha. Ở đây còn hai con ốc trắng này nè, mình mở luôn. Chắc hai ốc này nó dính xuống men luôn rồi các bạn nha. Rồi ốc nó đã mở không ra các bạn nha, nó có cái lò xo bám này. Rồi tiếp chúng ta tìm con ốc mà nó có liên quan tới cái bàn phím, tại vì thường laptop là đa phần nó sẽ có ốc bàn phím các bạn nha. À, chúng ta có thể nhìn trên cái những cái ký hiệu của máy để chúng ta xem coi nó còn cái phần nào vướng ốc. Nếu mà tổng quát xem qua hết mà chúng ta không thấy ốc nào nữa thì chúng ta tiến hành chúng ta bung cái đáy máy các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bung cái đáy máy ra. Thì đợt trước mình cũng giới thiệu các bạn mấy cái video để chúng ta mua những cái bộ nại các bạn ha, muỗng muỗng nĩa nại gì đó, chúng ta nại theo cái khớp máy để cho nó ra luôn cái phần này là chúng ta chắc là gỡ bàn phím ở trên các bạn nha. Mình đoán là vậy. Bây giờ mình sẽ nại theo cái khung. Đối với bàn phím thì chúng ta sẽ thấy những cái ngạnh nhỏ ở ở như cái góc các bạn ha. Đó, nó có những cái ngạnh nhỏ như vậy. Thì chúng ta sẽ nại thử. Đấy. Chúng ta nại theo cái trong từ trong góc trước các bạn ha. Lỡ có bung mà nút phím cũng không sao các bạn nha. Bung tay gắn lại thôi. Để gỡ lên được một mặt rồi các bạn ha. Còn tiếp chúng ta nè theo cái rãnh thôi các bạn nha. Đấy, tới cái rãnh dưới thì thường là nó sẽ đẩy cái khớp đẩy ngược lên trên, chúng ta đẩy ngược lên như thế này, nó rút các bạn, gọi là rút 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 cái phím đó. Chúng ta xem thử để coi cái phía sau nó có cái đây cáp các bạn ha. Đây đây chúng ta gỡ bật cái cáp này lên thôi, chúng ta kéo ra khá là dễ các bạn ha. Rồi như thế là chúng ta gỡ xong cái bàn phím. Bây giờ mình nói các bạn là chúng ta gỡ nút lên cũng được, thì giờ mình gỡ nút một nút cho các bạn coi nó gỡ cái antelope này đi, tại vì cái antelope này chúng ta ít dùng. Chúng ta lựa những cái nút mà ít dùng để chúng ta nại, chúng ta gắn vô có gì nó hư ảnh hưởng không nhiều, tại vì cái nút ít dùng nó không có bị ảnh hưởng nhiều các bạn ha. Thì trước á mình sửa cái nút phím này nè cũng vất vả lắm các bạn nha, mà sửa thường bây giờ hiếm thợ nào mà sửa cái bàn phím cho bạn, ví dụ cái nút mà nó không ăn á, hiếm thợ nào sửa lắm. Đấy đó, rồi từ cái này các bạn sẽ gỡ thêm cái khớp của nó nè. Nè các bạn thấy cái khớp này không, nó ăn cái khớp này nè, và chúng ta sẽ nại cái khớp đó thêm lên. Mình sẽ lấy cái này mình nại lên cho các bạn xem luôn ha. Đây. Đó, chúng ta nại cái khớp này thôi, lên thôi. Đó, là một khớp nè. Chúng ta nại bên kia một khớp lên. Hồi bây giờ ít ít ai mà sửa bàn phím lắm các bạn nha, tại vì nhất là nó mất thời gian rất là nhiều. Các bạn nghĩ đi, tháo từng từng phần như thế này, tháo từng phần như thế này rồi rồi gáp lại từng cái,
bạn gỡ như thế nào thì bạn gáp là y như vậy. Thành ra không có ai mà dư thời gian, rảnh thời gian mà họ họ làm chuyện này các bạn ha. À, họ hay thay luôn cái bàn phím. Tính ra cái thời gian họ dồn vô mà để sửa cái bàn phím đó, nó mất rất là nhiều các bạn nha. Nó mất rất là nhiều thời gian. Để mình lấy đổi đầu vít các bạn nha, để mình gỡ cho nó dễ. Rồi từ 9 phút 30 giây các bạn có thể xả đi các bạn nha. Tại cái đoạn này làm nó hơi lâu đấy. Đó bạn thấy không? Chúng ta phải gỡ như thế này nè. Đấy. Đấy. Rồi bạn nghĩ đi, gỡ là gỡ hết nguyên cái dàn bàn phím đó, rồi rồi sẽ lấy cái lớp mạch ở dưới. Cái bàn phím thường nó có 3 lớp mạch. Nó ép dính lại với nhau, chúng ta phải gỡ cái lớp mạch ra rồi chúng ta dùng cái keo mà dẫn điện. Keo của Mỹ với keo dẫn điện các bạn ha. Các bạn gõ đi, gõ là keo dẫn điện đi là chúng ta sẽ tìm thấy cái sản phẩm đó. Rồi, rồi chúng ta sẽ lấy cái đo, cái đồng hồ đo. Chúng ta nhìn trên cái mạch đó, cái đoạn mạch nào mà nó cái đoạn mạch nó y gan là cái mạch mạch in của chúng ta rồi nha. Mà nó mà ấy. Đó mình ví dụ đi, cái mạch của nó là cái đường này nè. Đó, mình ví dụ ha, cái đặt mạch nó giống giống với cái đường này các bạn nha. Đó, giống giống với cái đường này nè. Đó mà nó bị đứt cái đoạn nào chúng ta lấy cái đầu đo, quay đầu quay đo, chúng ta đo đầu này và cái đầu kia. Chúng ta đo lại nhau, nó còn nó thông hay không? Nó không thông là chứng tỏ là cái đoạn giữa, đoạn đâu đó chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta sẽ thấy được phần nào là nó bị đứt đoạn. Thì chúng ta dùng cái mạch cái keo dẫn điện đó chúng ta tô lên cái đoạn mạch đó. Ví dụ cái đoạn này nó đứt đi, chúng ta dùng keo dẫn điện nó chét lên cái đoạn này. Rồi cho nó nối liền lại nhau, chúng ta đợi cho nó khô rồi rồi khi đó chúng ta mới ráp vô. Rồi các bạn nghĩ đi, cái công đoạn đó rất là đơn giản. Cái bàn phím mua mới thì nó còn tầm 350, 350 trở lại thôi, thằng nào xịn quá 500 mấy trở lại đó. Thì các bạn bỏ bao nhiêu thời gian ra gỡ từng nút như thế này, rồi chúng ta sẽ rồi tháo cái băng mạch ra, rồi chúng ta làm đủ đủ thứ cái công trình hết rồi ráp lại. Bạn nào giỏi lắm thì cũng làm 1 tiếng rưỡi là giỏi lắm, là cao thủ á, cao thủ đó các bạn nha, là cũng ăn 1 tiếng rưỡi mà không ai làm 1 tiếng rưỡi được đâu đấy. Rồi chúng ta làm mà chưa biết là nó ăn hay không nữa các bạn nha. Mà khi mà gắn vô rồi nhiều nhiều cái nút nó hư nữa các bạn nha. Cái đó là cho dù bạn tay nghề cao cỡ nào cao thì cái lỗi mà hư hư nút á là cũng có chứ không phải không đâu. Nên thành ra cái này cái rủi ro nó cao quá. Mà cái tiền thì không lẽ các bạn đi làm sửa cái nút phím cho người ta các bạn lấy nhiêu? Các bạn không lẽ lấy 200.000 mà trong đó mua cái bàn phím mới có 350 trở lại à, tùy loại nữa, có loại nó rẻ. Thì đó, thì do cái này nó giá thành nó rẻ, làm nó không có nhiêu tiền mà mất rất là nhiều thời gian, nó thành ra thời kỹ thuật sau này ít ai mà sửa cái vụ mà bàn phím này các bạn nha. Đó, thời trước là mình sửa cái này nè, bây giờ gắn vô muốn vô các bạn. Rồi nó có cái nghèm các bạn nha, phải gắn vô cái nghèm của nó mới vô đúng cái khớp nó đó, các bạn thấy không, đâu phải dễ ăn nó đâu. Rồi các bạn ha, rồi bây giờ tiếp thôi, chúng ta tháo cái ốc trên máy. Đây, tháo những cái ốc, khi mà chúng ta gỡ bàn phím ra chúng ta sẽ thấy nhiều ốc nữa các bạn nha. Rồi mình sẽ gỡ những ốc này ra là chúng ta có thể tháo được cái khung máy. Rồi. Không biết cái bên kia người ta mở nhạc rồi, không biết có bản quyền hôm nay khổ ghê. Dính cái bản quyền cái nữa là coi như video này coi như là phí công cốc. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ở đây. Đó, nhiều các bạn nhiều khi làm YouTube á chúng ta cũng cũng có nhiều cái khó khăn đó bạn nha. Các bạn mà làm mà muốn bền á thì tốt nhất chúng ta tìm một cái phòng cách âm trước.
Ha, tính gì tính. Vậy các bạn có muốn làm gì cũng thoải mái đó. Tìm cái phòng cách âm, cái phòng riêng tư, nó đủ cái vị trí làm việc của chúng ta. Tùy theo cái YouTube các bạn làm việc gì mà chúng ta chọn cái diện tích phòng nó phù hợp. Rồi, tiếp đến các bạn gỡ cái cáp này ra ha. Tùy loại cáp nha các bạn, có cáp thì chúng ta rút ra luôn, có cáp thì bật lên là ra, có cáp là chúng ta rút cái cáp ngược lại luôn là nó mới ra. Rồi bây giờ xong xong rồi à, hầu như là mình thấy ốc nó cũng ra khá là nhiều. Bây giờ chúng ta tìm cách để chúng ta nạy cái phần phần máy này lên ha. Rồi giờ mình sẽ tìm cách mình nạy cái phần máy này lên. Rồi mình sẽ quên mình tháo cái cáp ở đây các bạn nha, nó còn một sợi cáp ở đây, cáp này của thằng nào không biết. Rồi tháo ra rồi ha. Rồi bây giờ mình đã nghiên cứu ra và mình biết được cái rãnh của cái đáy máy này là chúng ta nạy cái phần khe bên đây các bạn nha. Đây đây các bạn thấy không, mình nạy nạy nhẹ nó lên ha là ok. Đấy, chúng ta nạy gần cái góc trước các bạn nha, rồi sau đó từ đó chúng ta nạy thêm đó các bạn, giống như giá xe vậy thôi. Chúng ta nạy hở rồi chúng ta lấy một cái kế tiếp chúng ta giữ lại đó, giữ lại đó để cho chúng ta nạy tiếp tục những cái khác các bạn nha. Đấy các bạn thấy không, nó lên rồi đó, nó lên thì làm rất là dễ. Những cái dòng máy mà máy mỏng nó rất là nguy hiểm các bạn nha, làm này cẩn thận nha. Máy máy mỏng là những cái độ mủ của nó rất là mỏng, là làm mà cứng quá, cứng đai quá chúng ta phải nghiên cứu lại, để mà nó gãy một cái là khách thiếu nợ là mất uy tín hết các bạn ha. Nó khó là khó cái đó các bạn nha, chứ nhiều khi mà làm ăn tiền không có nhiêu mà hư của người ta nó mang tiếng mất công đó. Mình không chắc là mình sẽ làm ổn các bạn nha, tại vì cái máy này, cái dòng máy này là máy đầu tiên mình làm. Các bạn lấy cái mỏng mỏng thôi, mình là lấy cái hơi bị dày vậy đó. Đấy. Cái thanh của mình, cái thanh nại của mình nó hơi bị dày các bạn nha, nên cũng khá là nguy hiểm. Nếu không cẩn thận là ăn đòn như chơi. Khách dễ không nói bạn ha, nhiều khách khó người ta kỹ tính đó, người ta nhìn người ta thấy không hài lòng người ta bắt đền là mệt lắm. Đấy rồi tới phần dưới rồi, bây giờ qua bên này, tới bên đây các bạn nha, cho nó đi hết cái khung đi rồi chúng ta rồi xong gỡ ra được một cái phần trên của nó. Đây bây giờ chúng ta để ý cái phần này các bạn nha, chúng ta để ý cái phần này. Bây giờ mình sẽ gấp lại, tại vì bây giờ cái màn hình nó rất là khít ở đây, mình phải bung cái màn hình cho nó thẳng lên các bạn ha, để chúng ta tháo tháo ra cho nó dễ. Bây giờ chúng ta đã tháo những cái ốc mà ở dưới cái góc màn hình rồi, chúng ta phải đè tì hai tay, rồi chúng ta dùng cái đầu hay cái cầm chúng ta đó, hai tay này chúng ta tì ở đây, tì cái góc chúng ta lấy cái cầm cái đầu chúng ta đẩy cái màn hình thẳng lên, để các bạn đẩy mạnh quá là nó bị bung băng lề dưới là rất là mệt nha, sửa rất là mệt nha các bạn nha. Nhưng mà mình làm các bạn ha, này thì mình nói rồi các bạn cũng cũng biết rồi ha, chúng ta đẩy cái màn hình đẩy ra phía sau là ok thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái nắp trên ra, và nắp trên là gỡ gỡ hết rồi các bạn nha, nó không còn dính cái gì cả. Thành ra bây giờ mình đã gỡ được cái nắp trên ra rồi ha. Giờ mình tiến hành mình dựng đứng lên cho các bạn xem. Đấy đấy, rồi bây giờ mình tháo cái này ra đi ha, để qua cái dàn này qua một bên đi. Đấy cái phần còn lại là chúng ta vệ sinh quạt các bạn ha.
À, mình tiến hành mình chia sẻ với các bạn chúng ta vệ sinh đó, rồi chúng ta sẽ gỡ gỡ tiếp là cái gì, ổ cứng ở đây. Đây vệ sinh thì chúng ta cũng không cần phải gỡ những cái còn lại đâu, chủ yếu là chúng ta gỡ quạt ra các bạn nha. Rồi quạt đây để nghiên cứu rồi, các bạn còn lại rất là mỏng các bạn nha, chúng ta cẩn thận nha. Rồi chúng ta bắt đầu tháo luôn cái men rồi chúng ta mới lấy cái quạt ra được các bạn nha, tại vì cái phần quạt ở dưới nó bị ốc nó nằm ở dưới rồi, mà nó vướng là vướng ở dưới luôn rồi, thành thành ra chúng ta phải tháo ra hết các bạn ha. Thì chúng ta trước chúng ta tháo cái ốc ở đây, thường cái ốc là nó có cái biểu tượng tam giác này các bạn nha, tam giác trắng hoặc tam giác đen tùy cái men người ta thiết kế. Đây cái này là chúng ta nhìn vào đây, chúng ta gõ chúng ta tìm cái sơ đồ men các bạn nha, B đúp B đây, 1 X V K N R E V 2.A00 đó. Chúng ta vật chúng ta gõ chi tiết Eris trên luôn các bạn nha, Eris H S đúp xuyệt B D đúp 14216 gạch 1. Chúng ta tìm như thế là chúng ta tìm được cái sơ đồ của nó các bạn nha, tìm trên Google các bạn ha. Rồi chúng ta vô một cái trang, chúng ta tải cái sơ đồ schematic đó về, rồi chúng ta nghiên cứu, chúng ta sửa sửa cái gì thì các bạn chúng ta nghiên cứu đó. Chúng ta dùng một cái phần mềm Fuzzy Reader hoặc là phần mềm nào đó chúng ta đọc cái file PDF các bạn ha. Rồi tiếp đó chúng ta gỡ cái này hầu như là cái mới luôn các bạn, nó dính luôn là dán rồi nè, cái này là giống cái mới chúng ta tháo ra các bạn ha. Đây tháo ra đây, cái này là cái nghèm nó ăn ăn vào đây, hiện ta gỡ ngược lại các bạn ha. Thì trước đó chúng ta gỡ cái cáp trên này nè, ở đây cái mấy cái tụ nó nhỏ rất là nhiều các bạn, gỡ chúng ta khéo khéo các bạn nha, thì gỡ bay tụ luôn là mệt lắm nha, mấy tụ nhỏ rất là dễ bị bay các bạn nha, dễ bị bung dễ bị, tại vì mấy cái tụ này rất là nhỏ, chúng ta gỡ khéo khéo. Cái máy tính mà nè, tụ nó còn nhỏ gì cái điện thoại tụ nó còn nhỏ cỡ nào nữa các bạn ha. Đây cái cáp này thường cái cáp màn hình nè, cáp mà dày dày như thế này là thường là cáp màn hình nè, các bạn có thể cầm nguyên cái đít phía sau của nó các bạn rút ra đấy, các bạn cầm cái đốm đen này giống như mình nè, các bạn kéo ra luôn. Cứng quá các bạn. Các bạn nào mà nãy kéo giống mình là coi như bỏ cáp luôn các bạn nha. Ngu quá, mình chưa ngu quá. Ở đây là cái nắp nó gài các bạn nha. Tại vì thường mình thấy có nhiều cái nó không có gài mà nó gắn vô các bạn. Đấy, rồi, ok, chúng ta thấy hết ốc hết linh kiện. Thì chúng ta coi kỹ lại lần nữa coi nó còn vướng cái gì nữa không. Cái men này nó không có nhiều ốc nhưng mà mình nghĩ nó có vướng cái gì đó, thì bây giờ chúng ta lật coi phía sau này coi nó còn vướng cái gì nữa không. Là hai con ốc ở đây nãy là gỡ ra nè, cái ốc nãy mình bung ngay từ đầu dưới đít máy nè, hai ốc này nó đang dưới men nè, đấy giờ gỡ ra, ok ok không có gì, giờ gỡ cái men lên được rồi các bạn ha. Đấy cái men đã lên nè, đấy ok. Rồi giờ chúng ta xây lại, chúng ta coi thử cái men này các bạn nha. Đây là cái pin CMOS. Pin CMOS thì các bạn nào chắc cũng biết rồi ha. Pin CMOS nó thiết kế gì rất là hay các bạn nha. Tiện, rất là tiện luôn á. Vệ sinh thay cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành ta tháo CPU. Đây, tháo cái chip CPU rồi chúng ta tháo quạt ra nó ta vệ sinh. Rồi, giờ mình tháo cái dắt quạt các bạn ha. Giờ cái khung này hết cần rồi, chúng ta để qua bên đi. Giờ chúng ta chỉ sử dụng cái này một vào. Để nó nặng, cái đầu nó nặng hơn cái đít nó bật ngửa hay sao mà. Rồi bây giờ chúng ta vệ sinh cái này các bạn nha. Rồi mình sẽ tháo cái cáp này ra.
Rồi áo cáp quạt ra xong rồi nè. Cái quạt này cũng may các bạn nha, quạt này thiết kế cho chúng ta con ốc chúng ta mở ra chúng ta vệ sinh rất là dễ các bạn ha. Rồi chúng ta tháo cái CPU ra các bạn nha, chúng ta check cái keo tản nhiệt cho nó. Cái men này nó rất là mỏng các bạn nha, nên thành ra khi mà chúng ta vặn cái ốc này lại á, chúng ta vặn cho nó vừa tay thôi, đừng có vặn quá chặt tay. Vặn quá chặt tay là coi như là nó cong men các bạn ha. À, thấy con ốc mà nãy mình gỡ ra phía đáy nè thì ra là hai con ốc này, hai con ốc mà nó kèm vô cái CPU luôn. Rồi giờ chúng ta gỡ ra thôi, các bạn thấy không, nó khô queo cho nè, tản nhiệt CPU các bạn ha, keo á. Đấy, keo nó khô queo hết rồi các bạn nha. Đấy, bây giờ chúng ta đây, chúng ta chét keo vô cho nó. Đây. Đây, keo mà video trước mình chia sẻ với các bạn cái keo này rồi ha. Keo này bữa hổm mình chia sẻ cái video các bạn thấy đó. Nó không gỡ cái hộp nó ra thôi là cũng đú tay với nó. Đấy. Đó, tùy 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 vào cái mình để giữa các bạn nha, khi mà chúng ta đậy lại là nó tự động nó bung ra hai bên. Đó, làm các bạn làm cho nhiều nhiều tí xíu cũng được để cho nó bền. Thì các bạn thôi ha. Rồi chúng ta xong cái phần mà keo tản nhiệt CPU đó, bây giờ chúng ta tới xử lý cái quạt các bạn nha. Rồi khoan hãy đậy vô các bạn nha, giờ xử lý cái quạt đi rồi chúng ta đậy lượt luôn. Cái quạt này thì đợt trước mình chia sẻ với các bạn là không có gỡ cái nắp quạt ra được, bây giờ hôm nay có cái quạt này khá là tiện, chúng ta có thể gỡ nó ra các bạn ha, vệ sinh rất là ok. Mình thích những cái thiết kế như thế này nè các bạn, vệ sinh rất là tiện luôn á, làm nó dễ. Chứ mà thiết kế cái kiểu kia đóng chết ốc chết rồi muốn tháo ra tháo không được, vệ sinh mắc lòn lòn cũng khó nữa. Đó, chúng ta gỡ ốc ra rồi chúng ta bung cái quạt lên thôi các bạn nha. Đấy, chúng ta coi nó còn cái gì nữa không nè. Mình chỉ làm vệ sinh rồi cho các bạn coi. Nó có cái ngàm đây các bạn nha. Đây cái ngàm đây, chúng ta lấy cái ngàm này lên. Đó, ta gỡ cái ngàm này ra thôi. Rồi ok, nó có cái miếng dán thì chúng ta gỡ cái dán này ra luôn. Rồi bây giờ cái phần này thì chúng ta dùng cái bàn chải đánh răng hoặc là cái cọ gì nhỏ nhỏ. Đấy, đó, bàn chải đánh răng cái cọ nhỏ chúng ta phủi đây, lau phủi đây, nếu mà bụi nhiều quá thì chúng ta phủi, còn không chúng ta dùng cái máy mà thổi hơi các bạn, không không có máy thổi hơi chúng ta dùng cái miệng, chúng ta kê vô miệng thổi mạnh vô. Giờ mình dùng miệng mình thử nha. Ok, thổi nó phì cái mỏ xíu thôi mà nó cũng sạch. Rồi cái này thì chúng ta gỡ lên được nè. Ở đây là không biết nó có ốc không nữa nè. Này gỡ nhẹ lên cái đây tính. Rồi chúng ta rồi gỡ cái lớp này lên các bạn ha. Gỡ cái lớp này lên, chắc là nó sẽ có cái gì dưới này nè, ốc vít gì dưới này á. Tại vì mình gỡ nhẹ nó không có ra. Đây, à các bạn ha, mà tới đây là chúng ta vệ sinh được rồi, chúng ta cũng không nhất thiết phải gỡ cái này các bạn nha, tại vì cái quạt nó bám bụi bám ở trong phía này thôi. Đấy là mình muốn gỡ coi dưới này nó có gì ai dẹt mạch nó dưới các bạn ha. Đó rồi, nếu mà bụi, ví dụ bụi trong cái kẽ này thì chúng ta quét thôi các bạn nha. Đấy, tới đây là dễ rồi các bạn ha. Đó, bụi thế này chúng ta quét thôi, quét cái mấy kẽ này thôi. Cái máy này còn khá là mới, xài bảo quản tốt, bởi vì không có miếng bụi nào mà dày.
Rồi, chủ yếu là mình lấy keo tản nhiệt thôi. Máy này cũng không có vệ sinh, rất là khỏe, không có gì là to tát các bạn ha. Rồi nó gắn vào thôi, lại thôi các bạn nha. Đó, dán cái keo lại nè, đấy, dán cái keo ăn cái khớp lại. Rồi bắt ốc vô. Rồi gắn quạt xong rồi chúng ta lắp CPU vào thôi các bạn ha, chúng ta canh cho khéo khéo. Rồi chúng ta xoay ốc lại thôi các bạn nha. Rồi chúng ta gắn cái gáp quạt vô thôi các bạn ha. Rồi rồi các bạn coi cái khớp nè, cái khớp quạt nè, cái khớp rãnh này nè, hoặc là cái con ốc ngay đây nè, ngay con cái mình nè, đấy, để xuống mà nó lọt là ok vậy thôi. Rồi chúng ta gắn mấy cái cáp còn lại thôi bạn ha. Rồi đối với cáp màn hình các bạn gắn, chúng ta lắc lắc cho nó khích khích vô, rồi chúng ta đậy lại rồi nha, để nó hở mất công chúng ta tháo ra mệt lắm. Cái cáp màn hình chúng ta gắn kỹ kỹ xíu. Trên cái main nó có báo hiệu ốc nè các bạn ha, đây ốc M2L3 nè, cái biểu tượng tam giác nè, mình nãy nói rồi các bạn ha. Đó, chúng ta nhìn cái những cái biểu tượng tam giác và cái mã số của ốc thì chúng ta gắn ốc đó vô cho nó vừa khít cái khớp là được. Rồi chúng ta gắn tiếp các bạn nha. Ở gần đây thì có cái cáp nó cũng vừa khít luôn, nó vừa cái độ dài chiều dài luôn, hiện ta biết là cáp này là của thằng này rồi các bạn ha, thì là nó dễ rồi các bạn nha. Rồi các bạn kiểm sơ qua kỹ rồi chúng ta lắp cái nắp trên rồi vào các bạn ha. Rồi chúng ta lắp nắp trên vào. Đó, chúng ta không biết cái cáp này nằm đây thì dễ rồi ha. Cáp này nằm đây, cáp này của cái bàn phím. Rồi các bạn ốp vào mà cái cáp của dây lo nó vướng thì chúng ta chỉnh lại các bạn ha. Rồi chúng ta bóp vào cái khớp thôi. Đó, rồi ok. Cái khớp rảnh ok hết rồi, bắt đầu chúng ta gắn những cái cáp còn lại các bạn nha. Đây đó, những con ốc nữa các bạn, 1 2 3 4 5, thì có cái nào mà có cái ký hiệu thì chúng ta biết có ốc, còn cái nào mà có lỗ, có chỗ mà bắt ốc mà không có ký hiệu thì chúng ta nên né các bạn nha, coi chừng chúng ta xoay ấn xuống cái là lúng vô cái men các bạn ha. Rồi gắn bàn phím thì chúng ta đẩy đẩy cái phần đít vô các bạn ha, khi nó khớp cái mạch rồi chúng ta đẩy cái nắp lại thôi. Rồi cái này chúng ta cho cái ngàm này ở dưới này nè, nó đẩy vô đây trước các bạn nha, nó đẩy vô dưới trước nè, nó rồi chúng ta đè xuống thôi. Đó, ok, nghe bụp 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 là ok. Rồi xong rồi chúng ta gắn ốc dưới đáy các bạn nha. Cạc wifi thì dễ các bạn ha, chúng ta gắn không có cần trái phải đâu, chúng ta gắn sao cũng được. Gắn xong chúng ta bắt ốc vào thì cái ổ SSD thì mình đã hướng dẫn video trước rồi. Cái RAM thì dễ các bạn nha, nó có cái đầu ngắn nè, đầu dài nè, đó cái ngàm đó nè, chúng ta gắn vào chúng ta đè xuống thôi, đè nghe cái rắc là được. Đó, đó nghe cái rịch cái là ok. Rồi nha, ta xong rồi các bạn ha. Đó, cũng không còn gì nhiều. Rồi giờ chúng ta gắn sơ vào, chúng ta test thử có lên màn hình không ha. Quan trọng là khi mà vệ sinh một cái máy xong, chúng ta test thử coi nó có lên màn hình được hay không. Lên màn hình được là ok. Rồi, tất nhiên là cũng phải kèm theo những cái đấy, những cái ngàm nó chưa khít thì chúng ta bóp lại cho nó khít các bạn nha. Ai, chúng ta test máy các bạn nha. Rồi, chúng ta ấn nguồn, chúng ta coi cái màn hình nó lên đúng không ha. Lên màn hình nó là ok. Rồi màn hình lên các bạn ha. Còn cái chuyện mà vô win hay không đó là do chúng ta cài win đó các bạn ha, do video trước mình đã báo các bạn rồi ha, cái máy này nó hiện tại nó không có nhận được cái ổ cứng thì mình phải tìm một cái cáp mình thay. Rồi ok các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công nha.